Triệu quân sự bị bắt Triệu quân sự đang chơi game ở một quán Internet thì cảnh sát ập vào bắt giữ lúc 20 giờ ngày 18 tháng 6. Thượng tá Phạm Trường Sơn, trưởng công an thành phố Tam Kỳ cho biết, lúc 19 giờ 45 phút, cảnh sát phát hiện một người giống triệu quân sự đang chơi trong quán Internet ở 155-111 phường An Mỹ, đường Hùng Phương và nhanh chóng triển khai vây bắt. Lúc 20 giờ, lực lượng chức năng ập vào khống chế nghi phạm, ông Sơn nói. Qua xác minh ban đầu, nghi phạm chính là Triệu Quân Sự, 29 tuổi, dân tộc Nùng, ngụ xã Phú Cường, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Đại tá Đỗ Thanh Vân, Phó phòng điều tra hình sự quân khu 5 cũng khẳng định người bị bắt là Triệu Quân Sự. Theo lời khai của sự, khoảng 15 giờ ngày 3 tháng 6, khi đang phục vụ tại bếp ăn dành cho phạm nhân tại trại giam T10, quân khu 5 Quảng Ngãi, lợi dụng cán bộ quản lý không để ý, không có người trực gác, sử dụng đoạn gỗ có nhánh quay ngược lại móc vào dây kẽm gai trên tường rào để trèo lên bờ tường xi măng, trèo qua vọng gác, bám vào đường ống nước nhảy xuống đất, chạy vào rừng. Trên đường chạy thuộc địa phận xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi, sự trợ một áo thun, quần, một điện thoại và xe máy chạy trốn trên quốc lộ hướng ra bắc. Đến khoảng 1 giờ ngày 4 tháng 6, sự đến thành phố Tam Kỳ, dừng xe trên đường và nghỉ ngơi. Sau đó bán điện thoại đã cướp được với giá 700.000 đồng. Đến 16 giờ, sự đến gần đèo Hải Phân, Đà Nẵng thì bị lực lượng cảnh sát giao thông ra tín hiệu dừng xe nhưng không chấp hành. Bị truy đuổi, sự vứt xe rồi chạy lên núi ẩn nấp, sau đó xuống quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Đêm ngày 5 tháng 6, sự đột nhập vào nhà người dân lấy trộm một điện thoại hiệu và số tiền khoảng 600 đến 700 000 đồng, Đi bộ vào trung tâm thành phố Đà Nẵng, ở lại nơi này khoảng 2 ngày, ngủ trên ghế đá dọc biển Mỹ Khê. Sáng ngày 7 tháng 6, sự vào thành phố Hội An Quảng Nam rồi sau đó đón xe ôm vào Tam Kỳ. Tại đây, sự tiếp tục lang thang ở các tuyến đường và trộm thêm một điện thoại, bán được 2,5 triệu đồng, ngủ vỉ hè. Sáng ngày 8 tháng 6, sự đón xe đến huyện Đại Lộc, Quảng Nam. Rồi rạng sáng ngày 9 tháng 6, lại ra hai tiệm tạp hóa cần nhà nghỉ trộm hơn 6 triệu đồng. Sau đó, người này đón xe lại về Tam Kỳ, từ ngày 9 tháng 6 đến ngày 18 tháng 6. Sự đi lòng vòng ở địa bàn này để chơi game. Đến khoảng 20 giờ ngày 18 tháng 6 thì sự bị bắt. Theo Thượng tá 10, sau khi trốn khỏi trại giam, sự đã 6 lần trộm cắp tài sản gồm một xe máy, 3 điện thoại và tiền mặt sự là người nghiện game và có kinh nghiệm nên trong quá trình bỏ trốn, không liên lạc, không nhờ sự giúp đỡ bạn bè, người thân vì sợ bị lộ. thường tá Mười nói. Triệu quân sự trốn 5 ngày trong quán Internet. Khi bị cảnh sát bao vây, triệu quân sự kẻ trốn trại giam không kháng cự và nói các anh bắt em đi. Hơn 6 giờ ngày 4 tháng 6, sự đeo khẩu trang, kính trắng xuất hiện tại quán Internet ở phường An Mỹ, đường Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam, lập tài khoản game có tên Đức Minh. Do đeo khẩu trang trong phòng, sự phải bỏ ra theo yêu cầu. Nhân viên của quán nhìn vào màn hình, thấy người này chơi loại game lạ, khác với thể loại khách ở đây thường chơi. Sự chơi game suốt 5 ngày. Hơn 6 giờ sáng, hắn ngồi vào máy, ra ngoài ăn sáng chừng một tiếng rồi quay lại. Dừng tay vào khoảng 22 giờ và ngủ luôn tại quán. Ngày đầu tiên, kẻ đang trốn truy nã chơi game gần 14 tiếng, ngày thứ hai hơn 8 tiếng, ngày thứ ba gần 10 tiếng và ngày thứ tư 15 tiếng. Tới ngày thứ năm, hắn chơi gần 10 tiếng cho đến khi bị bắt. Tổng tiền trả quán hơn 200.000 đồng. Theo nhân viên, sự không nói chuyện với ai, thi thoảng đọc báo mạng, liên tục đổi máy tính chứ không ngồi cố định. Việc nhờ gọi nước uống, mua cơm đều trả tiền ngay sự sử dụng hai điện thoại và thay đổi sim liên tục có những lúc kẻ vượt ngục vào nhà vệ sinh gọi điện thoại rất lâu những ngày sau sự chỉ còn một chiếc điện thoại hai ngày đầu tiên sự xuất hiện nhân viên của quán không quá để ý tới kẻ này nhưng quan sát qua camera chủ quán dặn cần để ý vì lo sẽ lấy cắp tài sản theo dõi sự nhân viên và chủ quán thấy nói giọng bắt lại giống đặc điểm của kẻ hai lần vượt ngục đang bị truy tìm được đăng tải trên truyền thông nên nghi ngờ Ngày 17 tháng 6, chủ quán trình bày 20 giờ hai công an đến nhưng sự đã rời quán đi ăn. 20 giờ ngày 18 tháng 6, sự đang ngồi chơi game, nhiều công an xuất hiện. Sự đưa hai tay ra phía trước và nói, các anh bắt em đi, nhân viên quán Internet kể. Thượng tá Phạm Trường Sơn, trưởng công an thành phố Tam Kỳ cho biết, kẻ này không chống đối và không mang hung khí trong người. Đây là lần thứ hai sự trốn khỏi trại giam và đều bị bắt tại quán Internet. Theo hồ sơ, sự là quân nhân thuộc quân khu 1 Thái Nguyên, thường xuyên trộm cắp và đào ngũ khi đang là binh nhì. Tại lần vượt ngục này, sự bị bắt tại một quán Internet tại Hà Nội sau hơn một tháng trốn chạy. Ngày 3 tháng 6, sự trốn khỏi trại giam lần thứ hai, trộm xe máy và một chiếc điện thoại ở Quảng Ngãi. Chiều cùng ngày, sự đến khu vực đèo Hải Phân thì bị cảnh sát giao thông và cơ quan quân sự truy đuổi nên vứt xe chạy lên đèo. Hắn khai nằm trong rừng chờ trời tối, tìm đường đi xuống bờ biển rồi vào trung tâm Đà Nẵng. Vào thành phố Hội An khoảng vài ngày rồi đến Tam Kỳ. Sự sẽ được công an thành phố Tam Kỳ bàn giao cho cơ quan điều tra của quân đội để xử lý theo thẩm quyền. Những vụ vượt ngục khó tin của tử tù ở Việt Nam Bị biệt giam trong điều kiện hết sức nghiêm ngặt, nhưng những tử tù vẫn có những chiêu thức khó tin để vượt ngục. Hai tử tù vượt ngục rúng động gần 20 năm trước. Liên quan đến vụ hai tử tù đào thoát khỏi phòng biệt giam, trại tạm giam T16, Bộ Công an đóng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Nguồn thông tin cho hay, các lực lượng của Bộ Công an được huy động vào cuộc, phối hợp cùng Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm và Công an thành phố Hà Nội tỏa đi nhiều địa bàn, xác định những mối quan hệ, địa điểm nghi vấn lẫn trốn của hai đối tượng nhằm truy bắt hiện các đơn vị liên quan cũng tiến hành khám nghiệm hiện trường buồn biệt giam khu vực xung quanh lấy lời khai của các cán bộ quản giáo các phạm nhân khác nhằm phục vụ công tác điều tra Cơ quan bước đầu tình nghi hai tử tù Lê Văn Thọ sinh năm 1980 quê Hải Dương và Nguyễn Văn Tình sinh năm 1989 quê Hà Nội đã dùng vật dụng từ bên ngoài tuồn vào để cưa cùm, khoét tường buồn biệt giam nhằm đào thoát ra ngoài. Đây được xem là trường hợp tử tù vượt ngục thành công gây rúng động trong vòng gần 20 năm trở lại đây ở Việt Nam. Tuy nhiên, vụ tử tù vượt ngục khó tin nhất xảy ra vào năm 2001 tại trại giam Hỏa Lò Mới, thành phố Hà Nội. Lúc đó, ông Phạm Chuyên, Thiếu tướng Giám đốc Công an thành phố Hà Nội phải thốt lên rằng, khi phạm nhân thực nghiệm lại hiện trường, chúng tôi mới tin đó là sự thật. Nguyễn Văn Thân, tự thân rau muốn, quê Hà Tây cũ nay là thành phố Hà Nội, trong vòng 6 năm từ năm 1992 đến năm 1998 đã thực hiện ba vụ giết người ở nhiều tỉnh thành như Sơn La, Hà Nội và Bình Phước. Sau khi bị tuyên án tử hình, thân được đưa về buồng biệt giam số 3K3 trại giam Hỏa Lò mới chờ ngày thi hành án vài tháng sau thân gặp đàn em số má nhập trại với bản án tử hình vừa nhận khi đang thủ án tiếp tục đánh chết bạn tù là nguyễn hải nam tự nam cư chính quê hà nội hai kẻ chí lớn gặp nhau đã lên kế hoạch đào thoát khỏi buồng biệt giam dành cho tử tù sau này, Công an thành phố Hà Nội làm rõ, thân râu muốn có vai trò tổ chức cuộc vượt ngục hy hữu với những vật dụng đơn sơ khó tin. Được chuẩn bị sẵn, với những bảo bối đó, hai tử tù tốn gần ba tháng tỉ mẫn cưa cùm chân, lỗ thông gió, song sắt ở cửa sổ tường rào, đợi thời cơ thích hợp để đào thoát. Rạng sáng ngày 28 tháng 10 năm 2001, trong đêm mưa to, gió mùa đông bắc tràn về, hai tử tù đã bốc hơi ngoạn mục. Tuy nhiên, trước sự bố ráp của hơn 500 cảnh sát thuộc nhiều đơn vị khác nhau, 17 ngày sau cuộc vượt ngục chấn động đó, hai tử tù đã bị bắt trở lại. Và gần hai năm sau, thân rồng muốn và nam cô chính có chuyến đi cùng nhau, nhưng lần đó là chuyến đi trả giá cho những gì chúng gây ra. Nước chảy đá mòn, chiêu vượt ngục khó tin của những tử tù trước đó lịch sử giam giữ tử tù việt nam còn ghi nhận một trường hợp vượt ngục kinh điển khác đó là trường hợp tính cướp phước tám ngón tức nguyễn hữu thành quê sông bé cũ nay là bình dương trường hợp vượt ngục của phước tám ngón được coi là duy nhất xảy ra tại trận đồ bát quái khám chí hòa kể từ khi chính quyền tiếp quản trại giam này Trường hợp vượt ngục thành công hy hữu khác là tướng cướp cô đơn Điềm Khắc Kim nhưng diễn ra dưới thời chế độ cũ quản lý trại giam này. Trở lại vụ Phước Tám Ngón, tên này lãnh án tử hình về các tội giết người và cướp tài sản khi cầm đầu một băng cướp gây khiếp đảm vùng Đông Nam Bộ. Sau quá trình thực hiện kế hoạch nhiều tháng trời, đêm 26 tháng 3 năm 1995, tướng cướp này đã bùng khỏi phòng biệt giam thông qua việc khoét vách nhà vệ sinh. Dù bị té bất tỉnh, chấn thương chân, cột sống, nhưng trắng đêm, Phước tám ngón ẩn nấu trong các khu vực nhà giam. Đến rạng sáng, Phước cũng đột nhập vào khu vực nhà tập thể của cán bộ quản giáo, lấy trộm quân phục công an nhân dân để mặc, thản nhiên dắt xe đạp ra bằng đường cổng chính, đào thoát khó tin. Hơn 7 tháng sau, tướng cướp Phước tám ngón mới bị bắt trở lại và ngày đền tội không thể tránh khỏi. Được biết, tử tù khi vào buồng biệt giam chế độ giam giữ rất nghiêm ngặt cụ thể tử tù bị giam cô độc trong phòng biệt giam nhưng hiếm hoi lượng tử tù đông có khi hai người giam chung phòng trong phòng thường có bục xi măng tử tù bị cầm một chân ở cuối bục và việc ăn uống vệ sinh được các thường phạm khác hỗ trợ theo sự bố trí của các cán bộ quản giáo Lịch sử các cuộc vượt ngục cho thấy, tử tù đã dùng chiêu thức nước chảy đá mòn từ ngày này qua ngày khác kéo dài có khi vài tháng trời. Điển hình trong vụ vượt ngục của thân rong muốn và nam cư chính, sau này cơ quan công an làm rõ, Chúng đã sử dụng dao cạo râu, bánh xe bật lửa, được cất giấu trong các đồ tiếp tế từ bên ngoài vào. Từ những vật dụng tưởng chừng đơn giản đó, hai tử tù thiết kế thành chiếc cư tỉ mẫn ngày đêm trong vòng 3 tháng trời để cư, mài cùm chân mà có thể rút chân ra được. Cư được một lỗ ở cửa thông gió vừa đổ một người chui và cư hai song sắt ở cửa sổ tường rào buồn giam. Công an cũng xác định hai tử tù chuẩn bị dây thừng được tết lại từ các túi ni lông trong những lần tiếp tế lương thực. Sắc chữ T khi cưa từ các lỗ thông gió và chăn màn được phát trong buồng giam. Và chính những vật dụng sinh hoạt này giúp các tử tù vừa thoát được ra khỏi buồng biệt giam thì quăng lên hàng rào tường giam để leo trèo như lính đặc nhiệm thoát ra ngoài. Trường hợp Phước tám ngón được tuồn cả giao lam bật lửa bởi một thường phạm giúp đỡ trong việc ăn uống vệ sinh hàng ngày, người này vẫn nghĩ Phước dùng để cạo rau. Ngoài ra trong một lần đi vệ sinh, Phước tranh thủ tháo được một chiếc vòng sắt trên khung cửa nhà vệ sinh. Vòng sắt này Phước nương vào cùm chân để uống thẳng, mài nhọn. Tất cả vật dụng cho cuộc vượt ngục, Phước giấu trong lỗ hỏng vách tường, dán giấy báo che lại cán bộ quản giáo hay thường phạm giúp việc ăn uống vệ sinh hàng ngày không thể phát hiện được. Dùng dao lam cưa cùm chân từ ngày này qua tháng khác, cuối cùng Phước thành công. Sau khi thoát được gông cùm, Phước dùng thanh sắt nhọn, khoét tường nhà vệ sinh vốn ẩm mốc mục, số gạch vữa rơi ra, Phước bỏ vào bồn cầu, dội nước phi tan. Còn gạch thì Phước bê lại bột xi măng, sắp xếp, đẩy chăn lại dàn cảnh như tử tù đang nằm ngủ. Từ lỗ hỏng trong nhà vệ sinh, Phước Tám Ngón có cuộc vượt ngục hy hữu tại trại giam Chí Hòa, vốn khó thoát bậc nhất trong số các nhà giam, nhà tạm giữ tại Việt Nam. Lấy vải cưa song sắt đây được coi là màn vượt ngục như phim hành động của ba phạm nhân tại phân trại giam số 1, trại giam Gia Trung, Tổng cục 8, Bộ Công an theo nguồn tin từ báo công an ba phạm nhân này đã bệnh và xe các sợi vải lấy từ quần áo với kem đánh răng trộn lẫn cát dùng để cưa song sắt cửa sổ bước thứ hai chúng xả nước trong phạm giam cho đến đất mềm ra rồi dùng ca tô nhựa múc đất đổ lên sàn nhà đào hầm để trốn ra ngoài Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã đưa ra xét xử 3 phạm nhân về tội trốn khỏi nơi giam giữ. Danh tính 3 phạm nhân có màn vượt ngục như phim hành động gồm: Trần Thanh Nam đang chấp hành án tù 19 năm 3 tháng 6 ngày tù, Nguyễn Đức Hạnh chấp hành án phạt 20 năm 5 tháng 9 ngày tù và Trần Văn Lộc chấp hành án phạt 15 năm 5 tháng 3 ngày tù. Theo cáo trạng, vào khoảng đầu tháng 12 năm 2015, Trần Thanh Nam nảy sinh ý định trốn khỏi nơi giam nên rủ thêm Hạnh và Lộc. Lộc hướng dẫn và đưa cho Trần Thanh Nam một cái áo phạm nhân, Trần Thanh Nam Nguyễn Đức Hạnh bệnh và xe các sợi vải lấy từ quần áo với kem đánh răng trộn lẫn với cát dùng để cưa song sắt cửa sổ. Hàng ngày, sau khi ăn cơm tối xong, Trần Thanh Nam và Nguyễn Đức Hạnh thay nhau cưa song sắt cửa sổ buồng giam số 9. Sau mỗi lần cư thì lấy cơm, kem đánh răng trích mối cư lại và thay nhau hát và gõ nhịp vào thùng nhựa nhằm tránh sự kiểm tra phát hiện của cán bộ. Các đối tượng cư xong năm mối sắt nhưng do bị kiểm tra thường xuyên nên không trốn được. Nguyễn Đức Hạnh dùng đoạn song sắt để khoét một lỗ thủng tường kích thước 40 x 28 cm thông từ buồng giam số 9 sang buồng giam số 8 để Trần Văn Lộc chui sang. Để tránh bị phát hiện, Nam gõ xô nhựa và hát gây tiếng ồn. Khi cả ba đã cùng ở một phòng, Lộc và Hạnh dùng thanh sắt đục tường, còn Nam hát họ để ác tiếng động. Tuy nhiên, kế hoạch đào tường bất thành, Lộc chuyển hướng sang đào hầm từ bệ cầu. Khi Trần Văn Lộc đào được bệ cầu lên, chúng xả nước xuống cho đất mềm ra và dùng đoạn sắt ca tô nhựa mút đất đổ lên sàn nhà. Cả ba đào được một hố rộng khoảng 1 mét, sâu 1 mét dài khoảng 3 mét. Sau đó lợi dụng trời mưa, gió lạnh, Trần Văn Lộc, Nguyễn Đức Hạnh, Trần Thanh Nam lần lượt từng người chui ra. Cả ba tiếp tục đục tường rào trong đêm rồi lẫn trốn vào rừng. Tuy nhiên, ba phạm nhân lần lượt bị bắt lại sau đó. Hai tử tù vượt ngục trong phòng biệt giam Mới đây, phòng cảnh sát hình sự BC45 Công an thành phố Hà Nội đang phối hợp với nhiều đơn vị của Bộ Công an truy bắt hai tử tù Nguyễn Văn Tình, 28 tuổi, trú tại Quốc Oai, Hà Nội và Lê Văn Thọ, 37 tuổi, trú tại Thanh Hà, Hải Dương, trốn khỏi phòng biệt giam của trại giam T16, Thanh Oai, Hà Nội. Việc hai tử tù này trốn thoát được khỏi phòng biệt giam là sự kiện hy hữu vì hai tử tù bị biệt giam với chân bị cùm. Phòng giam có gắn camera nhưng hai người này đã vượt ngục. Theo một nguồn tin, hai tử tù này bị biệt giam chung một phòng. Cả hai đều bị cùm chân. Nguồn tin này cũng cho hay một tử tù có chân nhỏ hơn cùm nên người này tự rút chân ra khỏi cùm và giúp sức cho tử tù còn lại phá được cùm chân hai tử tù đã cũng dùng cùm để khoét một khoảng tường rất nhỏ, chỉ bằng 4 viên gạch. Bề dày của tường là 30cm và không rõ hai tử tù này đã khoét tường từ khi nào. Phòng biệt giam có gắn camera theo dõi. Lúc 21 giờ ngày 10 tháng 9, người trực vẫn nhìn thấy hai tử tù trong phòng. Tuy nhiên, một giờ sau thì hai tử tù đã biến mất. Sau khi thoát khỏi phòng biệt giam, hai tử tù đã tìm được một đoạn dây trèo lên chòi canh rồi đu ra ngoài. Đặc điểm nhận dạng, tình cao khoảng 1m7, dáng người gầy, tóc cắt ngắn, mặc áo sơ mi dài tay, màu xanh xám, có họa tiết dạng hoa, quần vải màu tím than. Thọ cao khoảng 1m65, dáng người đậm, mặt có râu hình quai nón, mặc áo sơ mi dài tay dạng kẻ ô màu tro, quần bò dài màu xanh. Hai nghi phạm này điều khiển phương tiện là một xe máy nhãn hiệu Honda mang BKS 29X6 2817. Vào sáng ngày 11 tháng 9, cơ quan chức năng xác định hai nghi phạm xuất hiện ở khu vực xã Yên Trung, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Chiều tối, công an tỉnh Quảng Ninh thông báo hai đối tượng có dấu hiệu xuất hiện tại một quán karaoke trên địa bàn. Hiện các đơn vị nghiệp vụ đang truy tìm ráo riết hai tử tù trốn trại này.